Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thế bây giờ cái bài này đó chúng ta nó dài lắm, nếu mà chia sẻ nó hết thì nó chắc là hết trơn giờ luôn ạ. À, quý vị cũng hoan bây giờ trước hết đó, mình bàn ba chữ mặc tình ai, cái tựa tựa đề của bài. Này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo tháng 5 năm Kỷ Mão, tức dài 13 câu. Thì cái chữ mặc đó là thay kệ, không có màng tới, không có để ý tới, nhưng không có gì khác. Chữ tình là lòng hay là ý. Ai, người nào, từ dùng để chỉ cái người nào thì nào mà chúng ta không có nói tên nó, họ nó mặc họ, họ muốn nói gì đó họ nói, giờ cho biết họ cũng kệ. Cái từ nó rộng như vậy đó. Vậy thì mặc tình là không để ý đến, mặc ai thay kệ, kệ họ. Thì cái ý chữ mặc tình ai là như vậy đó. Vậy thì gồm ba chữ mặc tình ai. Trạng từ thì nói là ai nói gì thì nói, ai làm gì thì làm, kệ họ, kế như vậy đó. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái từ ngữ bá gia. Bá gia tức là trăm nhà. Trăm nhà chỉ cho hầu hết mọi người, nói rộng vậy đó. Bởi vì ở trong này đó, từ Hải từ điển có giải như thế này nè: bá gia giả dụng di đa, gia chi khái xưng giả, khái lược gì đó. Anh chúng ta tạm dịch là bá gia là tiếng dùng để gọi tổng quát cho hầu hết mọi người, khái lược là như thế. Vậy thì chữ bá gia là nói rộng ra là hết trơn, hầu hết không có còn sót ai nữa trơn á. Mặn lạc, mặn lạc là cái vị mặn và cái vị lạc. Hay ý nói mặn nói lạc á, cái tiếng gièm pha chỉ trích chứ không có gì khác. Hãy cái từ mặn lạc này đó, nó do nơi cái điển tích của em chồng và chị dâu ngày trước đó, không có đồng tình với nhau. Vì vậy mà cái người chị dâu nấu cơm nấu canh đó, nấu canh rồi cái thì nêm dừa rồi cái cô em chồng á lấy muối đổ vô thêm cho nó mặn, ghét làm cho nó mặn. Rồi hễ mà vừa ăn rồi á thì đem đổ cho nó lạ, thì mặn lạc tức là thêm bớt chứ không có gì khác, cái ý nó vậy đó. Rồi mặc tình không có để ý đến. Vậy thì mặc tình ai, ai nói gì thì nói, ai làm gì thì làm, kệ họ, không thèm để ý tới. Vậy thì bá gia mặn lạc mặc tình ai, ý nói à, thế gian ai muốn nói gì thì nói, thay kệ họ. Thầy khẳng định vậy đó, không để ý tới làm chi cho nó sanh ra phiền não. Đạo lý, chứ đạo lý là cái lẽ đạo chứ không có gì khác. Chứ cái chân lý của đạo tức là ý nghĩa của cái pháp môn tu hành của một cái tôn giáo, chẳng hạn cái tôn giáo nào cũng có gọi là giáo lý trên, mà đây mình nó thuộc về tôn giáo đạo Phật. Nhưng thì mình nói đây là chỉ ngay với trong cái đạo Phật, đạo của mình đó, tức là dạy những cái lẽ lành lẽ phải chứ không có gì. Thực dụng Phật học từ điển có giải cái chữ đạo lý như thế này: thông quán sự vật, bổn chân chi nghĩa, viết đạo lý. Chúng ta tạm dịch thấu triệt cái ý nghĩa, nói về cái chân thể sẵn có của mọi sự vật thì gọi là đạo lý. Là muốn nói lên cái này cái kia cái nọ,
chỉ cho nó rõ, cho nó sáng ra cái nào nó ẩn khuất á, chỉ chẳng hạn như chỉ cái lý vô thường, chỉ cái lý sắc không, vân vân, nó có rất là nhiều, nó bị khái lược vậy. Chứ nếu mà bàn ra những cái đó nữa thì nó không có giờ. Chẳng thấy, tìm đâu, tức là tìm kiếm ở nơi nào, chẳng thấy là không gặp, rài, rài là luôn luôn. Vậy thì chẳng thấy rài là đâu có gặp, hồi nào đến giờ cũng không có thấy. Thì nói chung là cái câu đạo lý tầm đâu chẳng thấy rài là ý nói không thấy Đức Thầy tu học với cái ông nào, quy y với cái ông nào, nghiên cứu kinh sách gì không có thấy. Đây chỉ ngay là Đức Thầy đó. Người ta bá già mạng lạc, tức là nói đó, cái ông này không biết ông tu với ai mà ông như không, cái rồi ông ra ông mở đạo ông dạy đời, cho nên không có thấy ông này, ông học ra chứ ông đạo lý chỗ nào không thấy. Vì đạo lý tầm đâu chẳng thấy rài là vậy đó. Chỉ duy có thế thôi, chỉ thấy hình trơ thân sắc trọi, chỉ tức là duy, chỉ thế thôi. Cái tiếng nói để mà xác nhận sự hạn chế của một phạm vi nhất định nào đó đối với sự vật, trường hợp, số lượng và trí thức. Thấy, nhận ra cái hình dáng của sự vật bằng mắt, hoặc là hiểu rõ sự vật bằng ý thức. Thì hai chữ này góp lại chỉ thấy, tức là duy nhận ra có một điều là cái ý vậy. Hình trơ, thân hình trơ trơ, ý nói Đức Thầy á, cũng như bao nhiêu người khác là chứ không có cái gì khác hơn, không có cái gì siêu việt hơn hết á. Ổng hồi đó ổng sanh ra cũng như bao nhiêu người khác, rồi ổng lớn lên cũng như bao nhiêu người khác, dần dần. Thì ai cũng vậy, ai ở đó người ta cũng thấy như vậy, chứ không có cái gì lạ hơn người khác. Thân sát trọi, tức là thân hình trơ trọi, ý nói Đức Thầy cũng như cái người thường thôi. Vậy thì chỉ thấy hình trơ thân sát trọi là ý nói Đức Thầy ta đó ha. Cái người đời ở ngoài đó, người ta nhìn vào nó thấy Đức Thầy bằng cái cặp mắt bình thường, và cho rằng ngài cũng như bao nhiêu người khác à, cũng như bao nhiêu người khác chứ không có gì mà siêu việt hết á. Ai, chữ ai, người nào á, từ dùng để chỉ cho cái người nào đó, bất kỳ người nào, người, nhân loại, hoặc là động vật, hoặc là tiền quá nhất cỡ. Cái tiếng nói này đó là ở trong cái đầu óc, cái tư duy, sáng tạo, biết, vân vân. Cái con người của mình nó có những cái đó, trong cái đầu óc của con người nó có cái tư duy, cái sáng tạo. Cái tiếng này dùng để chỉ cho ai đó, một cái nhân vật nào đó, bất kỳ, không có phân biệt. Tầm đạo, tâm đạo, có lòng tin ngưỡng tôn giáo. Cái chữ đạo này, tâm đạo này phải giải vậy đó. Có cái lòng tín ngưỡng tôn giáo, sùng kính tam bảo. Vậy thì người tâm đạo là cái chỉ người tu, chẳng có gì khác. Cái người rất mộ đạo, cái người thật giả tu hành, một lòng trung thành với đạo thì gọi là người tâm đạo. Nghĩ, nghĩ là suy gẫm, càng hay, hay lắm, chứ càng hay là hay lắm, rất là hay. Vậy thì ai người tâm đạo nghĩ càng hay là ý nói với cái sự, với sự kiện ra đời của Đức Thầy, những cái người mộ đạo Phật, cái người mà thật tu ở trong dạ đó, trong lòng đó, lúc nào cũng lo tu hành thì lấy là mừng, bởi vì thấy đây là cái chân lý giải thoát mà Đức Thầy đã đem xuống dạy cho mình, đã viết ra và thuyết pháp vân vân, cái việc làm của thầy đó. Hay cái người nào tâm đạo thì thấy rất mừng lắm. Còn thích, thích là theo dõi, dọ dẫm, rình rập. Cái chữ thích đó, cái chữ thích này cái nghĩa định vậy đó.
Tại sao mà bàn với cái chữ thức này? Là vì ở trong cái từ từ Hải từ điển đó có giải như thế này, giải chữ thích thế nào: thích giả trinh giả, tức là chữ thích đó, nó có nghĩa là rình rập, vậy rình rập theo dõi. Để ở trong cái từ điển tự dụng đó cũng có giải thích như thế này: thích giả tham giả, là cái chữ thích nó có cái nghĩa là dò xét, thì cũng vậy thôi, cái nghĩa cũng vậy thôi chứ không có gì khác. Người đạo là tôn giáo, một cái tổ chức tu hành có giáo lý vững chắc, luôn dạy tín đồ làm lành lánh dữ, trau sửa thân tâm để mau đến cảnh giới giải thoát. Chữ đạo này mình bàn cái nghĩa đó, chẳng phải chữ bàn cái nghĩa chữ đạo là tâm, chữ đạo là con đường, chữ đạo là bổn phận vân vân. Mà ở đây mình bàn cái chữ đạo nó dễ cho nó hợp. Người thích đạo nó, vì vì nó có một cái đoạn văn, thì người thích đạo là cái người theo dõi đạo, là cái người có tư tưởng không, có cái tư tưởng không, cái người này mến đạo Phật, và cái người này ngôn hạnh không có chống bán người tu. Còn cái người, cái chữ thích đó là chống bán người tu, hai cái nó đổi đi vậy thôi. Vậy thì ai người thích đạo là chỉ cái người theo dõi để mà chống bán nha. Bạn cái nghĩa kia cho nó ra chữ đạo, rồi bây giờ bạn nghĩa ai người thích đạo là cái chữ thích này là đổi ngược lại cũng y vậy, nhưng mà cái người này, người thích đạo này theo dõi cái người tu để mà chống bán, chứ không phải như cái người ham đạo ở trên, cái người tâm đạo ở trên, mà cái chữ thích nó khác, nó dưới. Cho nên bạn vậy đó, thì cái người có cái tánh cách mà không có ưa đạo đó, nên hay ngấm ngầm rình rập dò xét mọi cái hoạt động của giáo hội, của người tu, để chi à? Để tìm cái chỗ sơ hở chỉ trích bác bẻ và chê cười. Thì cái chữ thích vậy đó. Rồi còn có cái người mà có cái nhiệm vụ theo dõi đạo lúc bây giờ đó, nên ngấm ngầm rình rập dò của giáo hội, của người tu, để tìm chỗ sơ hở mà hạn chế hoặc là cấm đoán. Đây chỉ ngay cái người Pháp chàng rai, cái chữ chàng rai, ai người thích đã thấy chàng rai tức là bực bội không ưa. Vậy thì thấy chàng rai là thấy cái Đức Thầy mở đạo đó thấy chán lắm, thấy ghét lắm, không có ưa. Nên ai người thích đạo thấy chàng gai, ai người thích đạo thấy chàng gai, là nói chung tổng quát cái câu này, ý muốn nói còn như đối với cái những cái người mà không tu hành, không có ưa tôn giáo đó, thì hay nghi ngờ đố kỵ đối với cái đạo, khi họ sẽ họ đó lúc nào họ cũng âm thầm để mà chống bán, để mà theo dõi, để mà chỉ trích dần dần. Rồi bây giờ tới câu kế: thầm thầm tối tối gẫm ai hay. Chữ thầm á là kín lặng lẽ ở bên trong, tối tức là ẩn khuất không có lộ ra bên ngoài. Thầm thầm là lặng lẽ, mà tối tối là kín đáo. Vậy thì thầm thầm tối tối là vừa lặng lẽ ở bên trong, không có lộ ra bên ngoài, không có sơ hở cái gì cho người ta bắt lỗi được hết trơn. Cái đó mới là cái độc đáo á. Mới thấy thầy mình nói đơn giản mà cái là cái độc đáo, không ai bắt lỗi thầy được trơn. Có bắt cũng bắt bậy chứ không có, thầy không có lỗi mà được kiếm chuyện. Gẫm, ngẫm nghĩ. Ai hay, ai hay là ai ai ngờ, đâu có ai hay, không ai biết đó, chứ không có gì khác. Ai hay là không có ai biết, nhưng chứ không phải ai cũng hay, là cái nghĩa nó vậy. Gẫm ai hay nghĩ là cái vị Phật có đầy đủ trí tuệ thần thông, xông ra đời mượn xác dùng cái chân lý mà giáo dục chúng sanh, chứ không có dùng quyền linh màu nhiệm. Vì thế là người đời không thể
biết được không thể hiểu nổi. Cho nên ai cũng ngờ Ngài là cái. Còn như đối với cái người tu hành thì ai chúng ta cứ lo việc trao dồi đạo hạnh y theo lời của Ngài đã dạy, thì có ngày chúng ta sẽ được thành công đắc quả. Tại sao vậy? Là vì chỉ có cái người biết đạo mới thấy được cái hay của Đức Thầy, mới biết Ngài là Phật. Còn những cái người mà không biết như nãy kể đó thì chê. Hồi đó tới giờ chưa có cái ông nào mà không có học ai mà giải được hết trơn. À, thường thường ta nói không thầy đố mày làm nên. Nhưng mà đâu có biết là thầy là cái người đã đắc được trí vô sư. Cũng như Thái tử ngày trước, lúc vào trường chẳng học mà thông. Thì hôm nay Đức Thầy cũng vậy đó. Cho nên cái câu này thấy nó đơn giản mà rất là hay. Thầm thầm, tối tối, gẫm ai hay. Không có ai biết được hết trơn á. Ẩn ở bên trong á, Phật ở bên trong á, chứ không phải Phật lộ ra ngoài chiếu hào quang, đó là cái ông Phật giả. Ông Phật mà có cái hào quang đi tới đâu phải không? Chiếu ra tới đó đó là cái ông Phật, đó là cái ông Phật ở trong phim đóng. À, cái ông Phật dựng lên vậy thôi. Chứ cái ông Phật thiệt là như thầy vậy đó mới phải ông Phật đó. Vì vậy mà tiếp cái câu là mặc sức dương trần chữ đắng cay. Mặc sức tức là gì? Mặc sức là tha hồ để cho hoàn toàn tùy thích thực ý riêng. Cái ý riêng của mỗi người đó thì mặc sức muốn làm nó làm, muốn nghĩ sao nghĩ. Dương trần là thế gian, là cái người đời. Chữ là cái lời tiếng, chữ lời cũng là chữ mà tiếng, là cái hệ thống ký hiệu bằng đường nét đặt ra tiếng nói, chứ không có gì khác. Vậy thì cái tiếng dùng chỉ lời xưa truyền lại. Chẳng hạn như sách có chữ, chữ rằng, vân vân. Cái câu đó là để riêng dùng để mà đạt trước cái một cái từ trừu tượng. Đắng cay là đắng và cay, hai cái chất đắng và cay. Cái nghĩa đen nó như vậy, nhưng mà ở đây với cái nghĩa bóng là gay gắt. Gay gắt, cái kiểu nói cốt làm cho cái người khác đau đớn, khó chịu, bực bội, dần dần. Mà nó đắng, nó cay. Thường thường, người ta nó xài chữ đắng cay. Đó. Thì chữ đắng cay là cái lời đắng, cái tiếng nói đắng cay. Nói nặng, nói nhẹ, nói thêm, nói bớt, nói này, nói kia, đủ thứ cho mình bực bội, mình khó chịu. Đó là những cái người ganh hờn ghét ngõ thì thường hay bày ra những cái tiếng đó, tiếng đắng, tiếng cay, để mà nói cái người tu, cái người hiền, dần dần. Vậy thì mặc sức dương trần chữ đắng cay là ý thầy nói á. Thôi, để cho người ta tùy thích, người ta gièm pha, người ta nói sao, người ta nói kệ họ. Dần dần. Thì cái lượt như thế, cái câu đó. Có báo. Có báo tức là có cái của quý. Chẳng hạn ngọc, vàng, lưu ly, pha lê, dần dần. Cái đó gọi là báo. Đây đó, ý nói là có cái đạo, đạo đức, chứ không có gì khác. Đạo đức ở trong tâm á, tức là có cái Phật tánh á. Thì là thời, là tiếng nói hay là cái ý ở trong cái câu, hoặc là giữa hai cái mệnh đề nó có liên quan với nhau. Vậy thì ta tức là mình, tiếng tự xưng, tự nhủ. Thì ta là mình phải dành riêng giữ và sao có cái dịp dùng, chứ không có gì lạ, hoặc là cho người khác nhân dân. Thì có báo tức thì ta gìn của báo. Ý nói á, mình đã người là người có đạo đức, là Phật, là thấy tánh, là hiểu đạo, dần dần. Thì có báo thì ta nhìn của báo để nó trong, không có đem ra khoe cha nữa. Thầy có đủ trên á, thần thông của thầy, thần thông phép Phật muôn nghìn, cái nào thầy cũng biết hết trơn, nhưng mà thầy không có khoe, giữ ở trong á. Mình cũng vậy đó, cái người tu niệm nó cũng vậy đó.
Lúc nào mình niệm Phật tinh tấn hoặc là mình thanh tịnh, đừng có đem ra mà khoe với người khác, đừng có dỗ ngược xưng tên là nó mất liền à. Vì vậy mà phải âm thầm giữ nó ở trong đó. Đó là Đức Thầy đã đạt được, còn mình chưa đạt, nhưng mà mình đạt được mình cũng phải như vậy thôi chứ không có gì khác. Vì cái người ta thiệt tu, ta đắc đạo, ta không có cầu danh. Vì người ta không có cầu danh cho nên ta không có khoe khoang những cái việc người ta đã hiểu, người ta đã biết, người ta đã đắc được. Vậy thì cái câu mà có báo thì ta nhìn của báo là như thế. Ai ai là hỏi cái tiếng hỏi cho người nào người nào, ông nào, vân vân. Ai tầm cho giỏi, tìm kiếm một cách siêng năng tích cực. Ý nói cái người tinh tấn tìm hiểu về đạo lý. Vậy thì mới được hai. Cái người mà siêng năng tinh tấn tìm hiểu về đạo lý đó, cái người đó mới là biết được. Vậy thì ai tầm cho giỏi mới được hai, là ý nói cái bằng những cái lời riêng, siêng năng tu tập tinh tấn để mà đạt được cái đạo pháp, thấy được Phật, thấy được thầy, vân vân. Thôi giờ sẵn đó mình thêm chút nữa. À, lo lo liệu liệu chịu tiếng trần, vân vân. À, dài dài xuống đó. Vậy thì cái mệnh đề nó rất là hay, nó rất là dài, nhưng mà tại vì cái câu hỏi nó có tới tìm cho giỏi mới được hai thôi à, thôi thì hỏi tới đâu đó mình trình bày tới đó. Cho nên ở trong cái Phật pháp đó, khi nào chúng ta nghiên cứu cho hết một cái mệnh đề, chúng ta mới thấy rằng Đức Thầy hay như thế nào. Rồi bây giờ mình không, mình khái lược ngắn ngắn như thế này: lo lo liệu liệu chịu tiếng trần. Chữ lo tức là tính toán, là đặt nặng về một cái vấn đề gì á, và tìm cái cách để mà giải quyết cho nó xong cái vấn đề ấy, gọi là lo. Lo lo là rất lo. Liệu liệu cũng là suy tính trước một cái điều gì đó. Liệu liệu tức là tính toán là cái cách nào đó để cho nó ổn thỏa. Chứ chịu tức là đành, là nhận. Nhận chịu là mắt. Nó tiếng trần là cái tiếng đời, cái dư luận ở ngoài. Vì chịu tiếng trần là mang cái tiếng với cái đời. Ý nói có một số người kém duyên với đạo, vì vậy mà dùng những cái lời gièm pha chỉ trích Đức Thầy. Thì lo lo liệu liệu chịu tiếng trần, lại Thầy nói gọn như thế này: ý cái lòng từ bi thương xót chúng sanh, nên lúc nào Đức Thầy cũng lo lắng tìm cách để mà dạy dỗ, dẫn dắt chúng sanh để mà khỏi cái cảnh khổ này. Trong cái tâm của Ngài lúc nào cũng vậy đó. Rồi có, tức là cái gì, chỉ có là một là duy nhất. Hội là cái dịp, là cái cơ may này, tiếng chỉ cho cái người hay là sự vật văn đã đề cập đến hoặc hiện đang ở trước mặt. Như sự hội này là cái dịp này nè, có một hội này là chỉ có cái một dịp này thôi. Ở đây muốn chỉ cho cái ngày hội đó, cái ngày gặp gỡ, cái cơ hội tốt để cho tới Thầy tôi Chúa cùng nhau gặp đó. Được có gặp có cái dịp này thôi. Ngoài cái dịp này ra rồi là khó lắm, không có còn kiếm được, chờ một cái thời gian thật là lâu mới có được cái dịp, cái cơ hội để mà dễ tu. Chứ cái đời nó mạt pháp đó, Đức Phật đó là cái kỳ xả tội. Cho nên nó có ba cái bực để mà giữ cái hội này đó, mà không chịu lập lấy thân đó là chết ráng chịu. Cho nên ráng là cố gắng hết sức mình, dồn hết cái tư tưởng, cái năng lực để mà thực hành làm. Lập thân, lập thân là làm cho nên cái công danh, cái sự nghiệp. Ở đây ý nói tu chứ không có gì, chứ không phải mà lo lập thân để mà làm công ty, mà làm giàu. Cho nên ráng lập thân là cố gắng lo tu hành.
Cái câu này đó, có một hôm này gắn là thân đó, thì Đức Thầy ý nói ha, là vì từ lâu lắm rồi nay mới có Phật, tức là Đức Thầy, mới có cái cơ hội cho chúng sanh tu tập. Mà chúng sanh không chịu tu tập nữa thì không còn có cái cơ hội nào để mà chúng ta tu tập được. Bởi vì ở trong cái nguồn này là cái nguồn cùng cuối, cho nên Phật mót cái người mà đủ đức đó, giảng sanh giải thoát thì nó ít, mà cái người nó kém đức làm những cái phước nhỏ nhỏ vậy thôi mà cũng được sống vào cái đời đời mới để mà gặp Phật tu tập dễ đắc đạo. Cho nên cái thời cuối chia ra làm ba cái hạng: phép tài bực hạ là xem chừng chư châu, những cái gì mà lo dòm ngó chỗ này chiến tranh chỗ kia giặc giã đặng mà bàn thiên cơ, cái bực này đó thì thuộc về cái bực hạ của ông bà nói đó. Vì dòm thấy đánh ở Trung Đông chỗ này chỗ nọ cái rồi bàn tam châu hữu ngạn lụy nhỏ xa thập bát chư bang động can qua dương gian mãnh số trừ tàn ác rồi vân vân. À, thì cái đó là cái lối để mà của cái người bực hạ đó. Đến bực trung xã tắc tóm thâu coi thập bát quốc mà chuyển âu giữ lành, tức là cái bực trung là cái bực này người ta trung can nghĩa khí, người ta giúp giúp nước ích lợi dân, người ta ra tay, người ta làm được việc. Còn cái bực hạ ngồi trong mà coi thôi, coi giặt cái người bàn à, bữa nay đời tới cái chỗ này mơi khổ sở chỗ kia vân vân. Thì cái bực hạ như vậy mà cũng còn sống được, vì thấy cái chỗ này chiến tranh cái sợ cái rồi tu à, cái rồi gửi tiền gửi đồ bố thí giúp đời như vậy mà ta cũng có phước, cho nên ta cũng vẫn sống được cái đời mới mà ta làm cái bực hạ. Còn cái bực trung thì vừa lo cho xã tắc cho đời vân vân, cho nên đến bực trung xã tắc tóm thâu coi thập bát quốc thì chuyển âu giữ lành, còn bực thượng là trời Phật để dành kiến soi ngó thấy giả đần tây phương. À, cái bực thượng đó ha, thì cái bực này đó sau này đã ngồi qua sen đi về cực lạc. Vì thì thôi thì khái lược vậy thôi, chứ chúng ta không có bằng cái bàn hết cái này, anh nói nó dài lắm, bàn hết cái này không có giờ bàn nói đâu. Thôi thì khái lược vậy thôi, đồng đạo mình hỏi có mấy câu ở trên đó là: bá gia mạn lạc mặc tình ai, đạo đức tầm đâu chẳng thấy rài, chỉ thấy hình trơ thân xác trọi, ai người tâm đạo thấy càng hai, ai người thích đạo thấy chàng gai, thì thầm thầm tối tối gẫm ai hai, mà sức dương trần chữ đắng cay, có báo người ta dình của báo, ai tầm cho giỏi mới được hai. Vậy thì kết luận như thế này, Đức Thầy muốn nói đó, chúng sanh đó nói cay nói đắng nói nặng nói nhẹ gì kệ họ đó. Bởi vì Đức Thầy là Phật rồi, ai nói chi ta cũng chẳng màng. Nó thì mặn lạc mặc tình ai muốn nói gì nó nói đi, đạo đức tầm đâu chẳng thấy rài. Đức Thầy sanh ra thôi chứ chưa có cầm một cái cuốn kinh đọc, không có quy y với cái ông sư nào, mà không có thấy cái tham thiền nhập định hồi nào. Vậy đó mà tự nhiên quát nhiên cái rồi tỏ ngộ, nào là phát thuốc trị bệnh, nào là thuyết pháp độ đời, nào là viết giảng để lại cho chúng ta vân vân. Cho nên người ta mới đánh giá nơi này nơi kia, bởi vì không thấy ông này tu ngày nào hết trơn, chỉ thấy hình trơ thân xác trọi, chỉ thấy ngài là con của đức ông đức bà, một chàng thanh niên vậy là mượn một chàng tuổi trẻ tục hết trơn, mượn tay rã tờ qua thần hạ bút. Vì vậy mà cái người biết đạo ai tầm ai người tầm ai người tâm đạo nghĩ càng hay, cái người mà có đạo tâm, cái người có học Phật pháp đó ha, mới biết biết cái ông này là ông Phật, ông có trí vô sư, ông không có học mà ông biết hết. Còn ai người thích đạo thấy chàng ghét, còn những cái kẻ không ưa nó rình rập, nó coi cái chỗ sơ hở đặng nó chỉ trích đặng nó phê bình, nhưng mà không có chỗ nào phê bình được hết, cũng kiếm chuyện thôi chứ không có gì khác đó. Tại sao vậy? Tại vì cái ông Phật ở trong tâm của ngài thầm thầm tối tối gẫm ai hai, ở trong tâm của ngài là Phật là chứng lâu rồi mà không có ai biết hết trơn á. Cho nên á, mặc sức dương trần chữ đắng cay thôi, muốn nói gì đó nói đi, có báo thì ta dình của báo thôi. Bổn phận ông Phật thì ông lo cái một là lo độ đời để mà giải thoát cho chúng sanh, hai là viết kinh sách để lại cho cái thời sau gieo duyên lành đặng cho chúng nó tu tập.
Vì vậy mà ai tầm cho giỏi mới được hai cái người nào mà biết ngài là Phật ha, cái người nào mà biết ngài có cái chân lý giải thoát thì cái người này được một cái cơ hội may mắn chưa từng có, cho nên gọi là được hai, tức là sau này được giải thoát. Thôi thì ở trong cái chỗ bàn bạc đạo đức thì cũng không có nên lấn sân cho nhiều, chỉ y theo những cái, nhưng mà tại thấy cái bài quá hay, mong đồng đạo mình cũng hoan hỷ, thì đến đây xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, xin trả mít. Nam mô A Di Đà Phật. Xin ơn hiền đệ Diễn Bình, thành kính tri ân chú Diễn Bình, đó là chân chủ hay quá đi theo đồng pháp ha. Bây giờ hiền đệ, tôi còn có câu này mà nãy giờ tôi mất, có mấy người ta lợi người ta thăm rồi mà không nghe được, mà tôi cũng ấp ủ hai câu này là trong cái bài thứ nhất đó. Bá gia mà là mà mặt mình ai đó ha, rồi cái hai câu kế hai hai chữ ai đó, ai người tâm đạo nghĩ càng hai, ai người thích đạo thấy chàng trai thích đạo ha, đạo thích, đạo thích là đạo thích ca, mà người ta nghĩ ra biết thầy viết thích đạo mà có người lại giải là đạo thích, thấy đạo thích ca là phải có chàng trai, nhưng nó giải vậy tôi không đồng ý, mà xin để một lần nữa lên đính chính là cái hai câu này dùng đó. Hai cái câu này thôi còn ghé, ai người tâm đạo nghĩ càng hay, ai người thích đạo thấy chàng trai, giải mà giải không trúng là tội chết đi nè, cho nên tôi thấy người đó giải là tôi không đồng ý, tôi không dám nói. Bây giờ mời hiện đại giải lại dùm để cho người ta có nghe, người ta làm theo để thôi gặp tội lắm á. Mời hiện đại. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Câu này nãy có định từ ngữ nhưng mà ông lão thành không có nghe. Thì bây giờ mình muốn như vậy đó thì trước hết mình phải giải cái từ cho người ta hiểu cái từ của chữ đó mới được. Chứ như không đó, mình nói nó không có cái có đầu có đuôi. Vậy thì bây giờ để mình giải nghĩa cái chữ thích. Trước khi giải nghĩa cái chữ thích đó thì mình phải phải bàn cái câu trên như thế này nè. Ai người tâm đạo nghĩ càng hay. Là Đức Thầy nói đó, cái người nào mà biết đạo, có cái tấm lòng mộ đạo, có học đạo thì cái người này thấy hay lắm. Rồi mấy là thích, cái chữ thích đó là theo dõi, dõi dẫm và rình rập. Cái chữ thích nó vậy đó. Từ Hải Tự Điển nó giải nghĩa cái chữ thích như thế này nè: thích giả, trinh giả. Cái chữ thích nó có nghĩa là rình rập vậy. Rình coi coi cái ông đó làm sao vậy đó. Cũng như là lén lại nhà rình coi coi nó có nói xấu mình hay không, nó có làm cái gì quấy hay không, dần dần. Rồi cái dụng từ điển đó cũng có giải thế này nè. Tự dựng từ điển đó: thích giả, thăm giả. Cái chữ thích nó có nghĩa là dò xét, chứ không có gì khác, dò xét vậy. Vậy thì người thích đạo là cái người theo dõi đạo, cái người có cái tư tưởng không ưa đạo, không ưa đạo Phật luôn nha, chứ không phải là nói đạo mình. Cái chữ thích cái nghĩa nó vậy đó. Và cái người này đó có cái ngôn hạnh chống bán với đạo, cái người không có ưa. Tại sao vậy? Là vì người ta tôn trọng Đức Thầy, người ta kính nể Đức Thầy, người ta đến quy y Đức Thầy, thì ở ngoài tự nhiên họ ghét, không có gì khác. Họ ghét cho nên họ mới kiếm chuyện này chuyện kia, đó gọi là thích đạo đó. Chữ thích là cái nghĩa đó đó, chứ không phải đạo thích. Nhớ nha, bởi vì chánh kỷ dĩ giáo nhân, còn thích kỷ dĩ là giáo nhân giả nghịch đó. Cái chữ thích đó là mình không có chân chánh, là cái người đó chỉ cho cái người không chân chánh. Cái chữ thích này nè, chứ không phải là nói đạo thích. Nói đạo thích đó thì nó không có đúng. Vậy thì ai người thích đạo thấy chàng trai. Thấy chàng trai tức là ý nói đó ha. Còn cái người mà không có
đối với cái đạo đó, cái người đó đó, người đó không có chịu tu, hoặc là có cái tâm nghi ngờ, hoặc là cái tâm đối kỵ, hoặc là vì danh lợi bị chạm tự ái mà ghét, chẳng hạn như tiếng gọi đời sông mê hải lánh, thì chạm lợi quyền vào có cạnh tranh là cái người đó thích đạo đó, ghét. Ở trên đường tu tôi lo tôi làm ăn gần chết mà ông nói danh lợi, lợi danh chớp nhoáng như luồng gió, vậy bắt đầu nổi cái sân sân là ghét. Người đó là người người thích đạo là như vậy, chứ không phải thích đạo là đạo của Thích Ca. À, nói gọn là như thế thôi thì à, đúng rồi, tôi Ngọc Thương nói vậy là đúng rồi, chữ thích đó là thích khách đó, xài cái từ đó đó, xài chữ thích khách đó là đúng đó. Thôi vậy thôi, hôm qua không có gì khác, cái chữ thích là vậy đó. Nam mô Di Đà Phật, chả mết này. Ok, cảm ơn Hiền đã dẫn mình giải tái giải lỗi cái vụ đó. Cái hai câu đó cũng nhiều lần sau khi cái người đó đó lên chia sẻ mà nói đạo thích đó, chữ thích này mình đã viết vậy mà nói đạo đạo Thích Ca đó, là tôi thiệt là hoàn toàn tôi tội nghiệp cái người đó dữ lắm, nhưng mà tôi không dám nói. Tới ngày nay cũng cả một năm rồi tôi mới ông hôm qua có chia sẻ rồi mấy lần rồi, nhưng mà bữa nay có Hiền đã là cái người mới chia sẻ đề này, tôi mới mời Hiền Đệ lên đính chánh lại cho mọi người nghe, mọi đồng đạo trong kinh này đang ngồi trước máy nghe lại cái câu chữ thích này, nó không phải là như cái đồng đạo kia giải, mà ai có nghe đồng đạo kia giải á, ai có nghe đồng đạo kia giải á, thì ráng nghe Đạo Diễn Bình đã giải cái câu này, chữ thích này á, là như vậy đó, đâm chọt chứ không phải đạo đạo Thích Ca. Mà cái người kia giải vậy là Trung Quốc rồi, đi ta nói là giải tại chắc là xa địa ngục tội dữ lắm. Mình dẫn dắt người ta tu hành mà dẫn dắt cách đặc lắc hay là tội lắm, phải không đại chúng mình, phải không quý đồng đạo? Tôi sợ vậy, bữa nay sẵn cơ hội rồi tôi xin mà Hiền Đệ đính chánh lại dùm cho mọi người nghe cùng tu cùng tiến. Ok, bây giờ vậy là hết đề tài hay sao mà số Đồng Tháp chỉ thích này là khách đâm thích là chỉ trích đâm chọt rồi nó đạo ông đó không có biết gì đâu, mới 19 tuổi làm gì mà khai sáng cái đạo rồi nói trên này vậy. Ai người tâm đạo thấy đâu rồi, ai người tâm đạo nghĩ càng hay, mà ai người thích đạo và thấy càng đây. À, đúng rồi. Phá đạo, thích đạo là phá đạo. Như thích này là vậy chứ không phải thích là ưa thích. Ok. Rồi bây giờ hôm qua, ok. Rồi hôm qua cũng có nghe cái người đó chia sẻ đề này nè, mà hôm qua có tiếng nghe hôm qua. Nghe người chia sẻ đề này rồi hôm qua cũng tức dội lắm. Ok, rồi hôm qua nghe. Nam mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo. Bởi vì cái chữ Hán đó quý vị nó có cái nhiều cái nghĩa như lắm, thành ra cái chữ thích đó, nó có rất cái nhiều nghĩa. Cái chữ thích mà Đức Thầy dùng đây là cái gai nhọn, cái gai dùng mũi nhọn đâm vào, mũi nhọn là dùng lời nói kín đáo để trách bị người khác dò dò xét ngầm, tức là cái người đó không ưa. Rồi dùng cái lời lẽ châm chích vậy đó, thì cái chữ thích này là cái ở trong cái chữ Hán để nó là cái gai nhọn, chứ không phải là mỗi cái chữ thích đều áp dụng cho Đức Phật Thích Ca hết trơn, không phải. Nó rất là nhiều cái chữ thích, nó là cái gai nhọn nè, không dùng mũi nhọn để đâm vào đó, là tức là dùng cái lời nói kín đáo để trách một cái người khác đó, là hay châm chích chứ không có gì hết trơn á, là để dò xét ngầm. Rồi cái chữ chữ thích đó là trừ bỏ đi, nó cũng là giảng cho rõ ràng là bỏ đi. Rồi chữ thích là đi đến theo tiện vừa đúng với nhau ngay thẳng. Rồi chữ thích là bi ai, là lo lắng thân thuộc bên ngoài nữa. Chữ thích là thích thản nè, chữ thích là nghĩa chính của nó như là cái chữ thúc nữa. Nó có nhiều cái chữ thích lắm. Chữ thích cũng có nghĩa là thích hợp với cái mọi cái sự mình cần dùng nữa. Cho nên cái chữ thích mà Đức Thầy xài đây là cái gai nhọn. Cái gai nhọn là muốn nói cái người đó hay châm chích, không ưa. Đây là cái lời nói trách ngầm những cái người đó không ưa hay châm chích, chứ không có nói gì cả. Tức là trách, Đức Thầy trách ngầm cái người mà có cái tánh hay châm chích là thấy chàng trai, tức là thấy chướng mắt thôi chứ không có gì. Thấy chướng mắt, thấy Đức Thầy làm như vậy thấy chướng mắt đó. Tức vì bởi vì Đức Thầy đem cái lời chân chánh nói để cho người ta tu sửa thì
làm cho những cái người lợi dưỡng gạt lường nó mất cái quyền lợi đi, cho nên người ta không ưa, chứ không có gì hết nè. Kính thưa toàn thể chư quý dương đạo, đó là trong Hán Việt từ điển đã có giải cái này. Ở đây là Hán Việt từ điển của Đạo Duy Âm đó, nếu chúng ta lật ra chúng ta sẽ thấy cái chữ thích mà Đức Thầy dùng ở chỗ này nó là như thế. Giờ tôi xin trả mít lại cho Quỳnh Ngô ha. Rồi bây giờ vậy tôi thỏa mãn mà tôi chính tôi thỏa mãn mà mấy đồng đạo quý đồng đạo trong Trung á, có ai nghe hồi trước bây giờ nghe lại cho rõ ràng. Hai đồng đạo Hồng Quang là đại ca, Diễn Bình là nhị ca, giải ra đây chữ thích này cho quý đồng đạo nghe rõ rồi đừng có nghe nghe làm hiểu lầm là tu vậy là nó đi trật đường, bước trật là tất chết á, kiểu trật bước trật là tất chết. Thôi thì bây giờ không còn đề tài nữa quý đồng đạo nhân viên ơi. Bây giờ bữa nay mình tạm mình nghỉ trước cũng 16 tạm trước nghỉ trước 14 phút đi rồi mình chuyển tiết mục sang năm chấm giảng đi sang vàng hen. Sang vàng Vĩnh Hưng rồi còn ai nữa liền không rồi Thao Phong Lan Đức Thành dân dân và dân dân Thao Tùng rồi nữa. Bây giờ vậy quý vị ok không nè, ông Diễn Thanh sang tiết mục chứ tôi đâu có thấy còn đề tài nào nữa. Giờ mà nếu còn ai hỏi thêm một đề nữa để cho ông Hồng Quang giải để ngồi không ông thất nghiệp tội nghiệp quá à. Có ai hỏi không, hỏi đi giùm đi. Cho ông Lương Nhân Tốt nè, bài này ngắn nè. Ông Hồng Quang ơi còn 14 phút nữa ông cái còn cái bài cho ông Lương Nhân Tốt ông lật cho ông nói một chập cái hết giờ luôn không? Thưa thầy quá. Ông Tốt hỏi có 4 câu mà Đức Thầy cho ông Tốt nguyên một bài luôn.